8 tháng 3, hãy cùng tìm hiểu những con số thú vị về phụ nữ nhé. Phụ nữ là hoa và hoa thì luôn đẹp dẫu khác nhau màu da tiếng nói. Nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, chúng ta hãy cùng tìm hiểu một số điều thú vị về các bóng hồng trên thế giới mà khoa học đã chỉ ra. Trong tổng số 197 quốc gia trên thế giới, có 22 quốc gia có nữ giới là người đứng đầu nhà nước, chiếm 11,2%. Điều này cũng thể hiện rõ về sự bất bình đẳng nữ quyền vẫn đang tồn tại trong xã hội ở các nước khác nhau. Nữ giới có trình độ học vấn cao hơn nam giới, 58% sinh viên nữ tốt nghiệp đại học. Nữ giới chiếm đa số trong số sinh viên tốt nghiệp các ngành khoa học nhân văn và nghệ thuật, trong khi nam giới tiếp tục chiếm ưu thế trong ngành khoa học tự nhiên. Ở hầu hết các quốc gia, phụ nữ làm việc nhiều giờ hơn so với nam giới, nhưng được trả lương ít hơn. Phụ nữ ở các nước nghèo phải lao động không công nhiều hơn, làm việc nhiều giờ hơn trong nền kinh tế phi chính thức và phải đối mặt với điều kiện làm việc ngày càng xuống cấp. Healthcare.org, phụ nữ không hề thua kém đàn ông trong các công việc hàng ngày ngoài xã hội. Phụ nữ sản xuất 50% lương thực của thế giới, thế nhưng họ chỉ sở hữu có 1% đất canh tác mà thôi. Các nhà nghiên cứu đã khẳng định rằng trung bình mỗi ngày, phụ nữ nói khoảng 20.000 từ, trong khi đó nam giới chỉ nói khoảng 7.000 từ. Tuy nhiên cũng nhờ vậy mà cuộc sống của chúng ta mới không lâm vào cảnh tẻ nhạt đến chết, đúng không nào? Khoảng thời gian trung bình mà một phụ nữ có thể giữ bí mật là 47 tiếng 15 phút. Trung bình một người phụ nữ sở hữu hơn 25 đôi giày, điều này hoàn toàn dễ hiểu phải không? Nó chứng minh được sự khác nhau rõ rệt trong khoảng điệu đà giữa các bóng hồng và các đấng mày râu. Phụ nữ trung bình dành ra khoảng 55 phút một ngày để quan tâm tới các vấn đề thuộc hình thức, nhân lên một năm họ dành nguyên 2 tuần để trang điểm, làm tóc, phục sức, v.v. Nếu ngày nào cũng tô son đi làm, thì trong suốt cuộc đời của mình, một phụ nữ trung bình nuốt khoảng 3kg son môi. Trung bình, mỗi năm phụ nữ đi mua đồ trang điểm khoảng từ 5 đến 6 lần. Khoảng 70% phụ nữ sẽ không ra khỏi nhà đi làm khi mà không nhấn nhá một chút gì đó trên gương mặt. Họ tin rằng trang điểm giúp họ xinh đẹp, tự tin, thời trang và trẻ trung hơn. 40% phụ nữ sẽ cảm thấy xấu hổ nếu để bạn bè đồng nghiệp bắt gặp khi không hề trang điểm. Cả cuộc đời, tổng thời gian của người phụ nữ dành để đứng tần ngần trước tủ quần áo, quyết định xem mình nên mặc gì lên tới 1 năm. Một phụ nữ trung bình trong suốt cuộc đời sẽ hôn khoảng 15 người đàn ông, có ít nhất 4 cuộc hẹn hò ngớ ngẩn đến mức thảm họa, có 2 mối tình sâu đậm, bị tan nát trái tim 2 lần, bị lừa dối 1 lần trước khi gặp được một nửa đích thực. 80% phụ nữ nói rằng họ đã từng gặp được một nửa mơ ước trong những tình huống ít ngờ nhất. Hơn 50% phụ nữ khẳng định rằng chồng, bạn trai hiện tại không phải là mẫu người mà họ vẫn mơ ước. Trung bình một năm, phụ nữ khóc khoảng 30 đến 64 lần, trong khi đó nam giới rơm rớm nước mắt chỉ khoảng 6 đến 17 lần mà thôi.